một buổi chiều, có đứa trẻ ra đời ở Rosario. Tại quốc gia Argentina, đứa trẻ thiên tài vừa đổ bộ. 24 tháng 6 1987, có lần thứ 3 được làm bố, và ông đã cố cho các con mình sẽ không khổ. Rồi năm cậu nhóc đã lên được 3 tuổi, bắt đầu sống cùng với trái bóng. Lần lộn đi khắp hết mọi đều đường, nhưng lại đi ngược với số đông. Xem người anh trai của mình thi đấu cho câu lạc bộ rất nghèo nàn. Vào 5 tuổi đó chính là lúc cầu thủ tiềm năng này sáng sáng. Chơi bóng ở đội Randoli, nhưng định mệnh nằm ở bà ngoại. Vì đâu ai có thể dễ chấp nhận được bé quá nhỏ làm sao chơi lại. Nhưng mà họ đã sai khi cậu bé này vừa chạm chân trái mình đến quả bóng. Tao những đường đi vô cùng tinh tế rồi dễ ghi bàn như khung thành trống. Rồi kể từ đó được tập luyện như một cầu thủ thực sự, biết nắm bắt sút ghi bàn, thủ môn không thể nào chống cự. Chuyển sang đội New Wales All Boys, sở hữu bàn thắng nhiều không tưởng. Năm 11 tuổi là một bước ngoặt bị mắc hormone về tăng trưởng, vì câu lạc bộ đã bắt đầu khủng hoảng và không thể nào chi trả hết. Cả River Plate cũng không đáp ứng được cha Messi để ký kết. Rất nhiều phức tạp xoay quanh hợp đồng, và đó cũng chính là cái duyên. Pep từng chơi bóng tennis 120 lần, đã khiến Barca muốn cậu đến thử việc. Bản hợp đồng huyền thoại được soạn thảo trên tờ giấy ăn, họ đồng ý chi trả tất cả, mong nên châu Âu sẽ bớt khó khăn. Đặt bút ký khi cùng nhau chứng kiến một buổi thử việc vô cùng thành công, vì anh thi đấu vô cùng xuất sắc lúc chơi vị trí của hàng tấn công. Được gia nhập vào đội bóng ước mơ dưới đội hình của một đội trẻ, một cậu nhóc vô cùng ngây thơ sát thủ ghi bàn hình hài nhỏ bé. Kỷ nguyên bắt đầu ở tại Barca, khán giả bất ngờ về một cầu thủ dậy sóng cả đất trời Tây Ban Nha, kể cả trái bóng cậu cũng làm chủ. Và cuộc hành trình đi vào lịch sử được viết ra. Người ta bắt đầu nhớ tên Messi là ai? Một cầu thủ nhỏ bé với lối chơi bóng vô cùng khác biệt. Ronaldinho làm quen trong phòng thay đồ, giúp cậu ta có thể hòa nhập và nhận ra chuyện thực sự điên rồ. Nhìn thấy tiềm năng Messi rất lớn, vì chính thiên tài nhìn ra thiên tài. Và anh tuyên bố cầu thủ trẻ này nhất định tương lai trở nên vĩ đại. Lời nói phải có thực hành. Trong màu áo Barca, đường kiến tạo Ronaldinho. Muốn bóng phải truyền qua bàn thắng đầu tiên trong áo đội tuyển, với cú mốc nhẹ của bàn chân trái. Và ngay sau đó ta đã có hình ảnh huyền thoại cống trên lưng một huyền thoại. Ra vào trận gặp mặt đối thủ, bọn họ thường gọi rằng siêu kinh điển. Khán giả đối thủ ở trên khán đài thừa nhận sân khấu Messi biểu diễn. Tất cả báo đài có mặt lúc đó đã viết rất nhiều vì nhân tố mới, kỹ năng qua người như Maradona với lối đá bóng của thời đại mới. Barca không còn Ronaldinho, chiếc áo số 10 giờ là của cậu, và đừng bao giờ có thể ngủ quên vì thêm chương mới của chiếc áo đấu. Trở thành cầu thủ vị trí toàn năng với một tiền đạo đi tự do hơn Pep Guardiola đã dành cho cậu cả một tương lai vô cùng to lớn. Let's go! Bộ sưu cho bộ sưu tập rất nhiều, trong đó có quả bóng vàng, nhưng người ta tiếc hay không 14 có một nỗi buồn trong đôi mắt chàng. Chiếc cúp vô địch của cả thế giới vùng tắt ngay trước cánh cửa ngôi đền, có lẽ vì thiếu Di Maria xem như là thiên thần hữu mệnh. Messi phải rời Barcelona nên anh gắn bó hơn 20 năm, chuyển đến Paris của các phần tử, và chiếc cúp lớn bắt đầu ghé thăm. Rồi giải cúp America 2011 Argentina, giải Nam Mỹ nâng cao chiếc cúp, và bấy lâu nay bọn họ tham gia. Ngày trọng đại giờ cũng đã đến, hay không Di Maria, người gác đền là Martinez, để những đồng đội thoải mái sông pha cùng nâng cao cúp vàng danh giá. Tất cả dành tặng nó cho Messi và cả bà ngoại. Cô muốn điều đấu ở cúp trên tay GOAT. Leo nào Messi 2022.